Huyện Vũ Thư đã xây dựng lộ trình cụ thể đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón trên 110.000 lượt khách, đến năm 2030 đón trên 140.000 lượt khách du lịch. Để thực hiện mục tiêu này, huyện xác định cần có sự vào cuộc của toàn Đảng bộ, các đơn vị địa phương, các tầng lớp nhân dân có đầu tư lớn về sức người, sức của và quyết tâm kiên trì thực hiện đến nay huyện vũ thư đã và đang triển khai công tác quy hoạch kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch xây dựng phát triển sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ẩm thực sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề có giá trị cao và phục vụ phát triển du lịch phát triển nông nghiệp gắn với du lịch huyện vũ thư sẽ từng bước hình thành và mở rộng một số vùng sản xuất theo hướng có thể tổ chức thực hành nông nghiệp để phục vụ du lịch trải nghiệm